Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Đôi UK. Sao chưa? Phải tập đi bộ mỗi ngày ít nhất một tiếng hoặc nửa tiếng. Thời tiết khá là đẹp. Cả nhà ơi, ở vùng biển Portsmouth và Hayden Island có rất là nhiều chỗ để mình đi dạo. Mình đi học. Mùa hè thì mình đi nó thoải mái hơn là mùa đông. Mùa đông những ngày nắng ấm như vậy thì mình cũng nên đi ra ngoài nhé. Các bạn nắng đẹp quá đi dạo nè, đi trong rừng đi bộ thôi, đi dạo. Mặc áo ấm vô đi cũng thích lắm. Mà cả nhà cũng ăn bún cá với mình nghe. Chiên nha.
nhau về. Chua ngọt.